tốt nhất là nhịn. Vừa qua, thành phố Ba Con Số đã tổ chức hội chợ ẩm thực lớn nhất từ trước đến nay. Với sự kết hợp giữa các nền ẩm thực Âu Á, thu hút sự quan tâm của rất nhiều thực khách. Anh ơi, trưa nay mình đi ăn cái gì được ha? Trời ơi, cô ấy lại hỏi ăn gì nữa rồi. Nếu mình nói đi ăn lẩu, cô ấy sẽ nói lẩu nóng. Hả? Ăn sao vậy? Nếu mình nói đi ăn gà rán, nó quá nhiều dầu mỡ. Hay mình đi ăn buffet? Không đâu, nó giá đắt lắm à. Nè, anh bị sao vậy? Anh thấy chỗ nào không khỏe hả? Sau đó cô ấy sẽ nói mình không hiểu cô ấy muốn gì. Cô ấy sẽ giận và mình phải năn nỉ. Cô ấy sẽ bắt mình mua son đắt tiền, mua đồ hiệu cho cô ấy, mà mình thì lại không có tiền. Và cô ấy sẽ nói mình thật vô dụng. Anh có nghe thấy em nói gì không? Anh có nghe thấy không? Không được, em quá lắm rồi đó. Em lao cũng làm gì anh đâu. Em chỉ hỏi anh trưa nay mình nên ăn gì thôi mà. Anh hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó rồi. Ý em là anh vô dụng, anh nghèo hèn đúng không? Được, thế thì mình chia tay đây. Hả? Vừa qua, một bức ảnh fan chụp trộm nữ minh tinh Annabelle đã được lan truyền trên mạng. Bức ảnh cho thấy gương mặt mộc của nữ minh tinh không hề lung linh, xinh đẹp như khi được trang điểm, khiến fan hâm mộ của cô không khỏi thất vọng. Tôi đã chọn ra 5 bộ đồ để mặc buổi sáng, 6 bộ đồ để mặc trưa và 9 bộ đồ mặc tối. Trang sức và phụ kiện gần 70 thứ. Anh xếp cả vào vali cho tôi nha. Annabelle, em làm gì mà lâu thế? Anh đã chọn em suốt 3 tiếng đồng hồ rồi. Trời ơi, bình tĩnh đi anh yêu. Đó là em mới chọn xong đồ thôi mà. Giờ em còn phải đi trang điểm nữa nè. Em làm gì mà trang điểm kinh thế? Đã 2 tiếng nữa trôi qua, vậy mà tổng cộng anh đã đợi 5 tiếng chỉ để đi ăn sáng cùng em thôi đó. Ê, ai bảo anh yêu người phụ nữ như em chứ? Đúng, sao anh lại đi yêu một phụ nữ toàn diện như em chứ? Anh thấy em thế nào? Hoàn hảo lắm hả anh? Ừ, thì sáng diện, trưa diện, tối cũng diện, chẳng phải là toàn diện là gì? Gần đây, một số bạn trẻ nổi tiếng lên nhờ có số lượt theo dõi cao trên các trang mạng xã hội. Trong số đó, không thể kể đến hot boy Lôi Chơi, nam thần đang được hâm mộ nhất hiện nay. Đăng tấm này lên mạng xã hội chắc được nhiều lượt like lắm rồi. Anh à, anh có đang theo dõi gái xinh nào trên mạng xã hội không đó? Anh không. Sao thế em? Thế anh có theo dõi em gái nào sexy quyến rũ không? Anh không mà. Em sao em lại hỏi lạ thế? Lạ cái gì mà lạ? Thế có theo dõi em gái nào đáng yêu hay không? Không, anh thề, anh hứa, anh đảm bảo với em là hoàn toàn không. Rõ là anh đang theo dõi tôi trên mạng xã hội còn cái gì? Thế ý anh là tôi vừa xấu, vừa không quyến rũ, lại không đáng yêu cái gì hả? Tối qua, trên đường đi tuần tra, hai viên cảnh sát của đồn Khương Hỏa đã phát hiện một người đàn ông nằm ngất xỉu bên lề đường trong tình trạng say xỉn. Ôi trời ơi, Honey! Người này là chồng cô. Vâng ạ, tỉnh lại đi, Honey. Tôi đang ở đâu thế này? Ở đồn cảnh sát. Anh uống rượu ở đâu mà đến mức say xỉn như thế này hả? Anh uống bên nhà thằng Bình, ăn mừng nhà mới, mà nhà đó có cái nhà vệ sinh cực kỳ hiện đại nha. Hiện đại như thế nào? Lúc anh mở cửa ra thì đèn bật sáng, lúc đóng cửa lại thì điện tự tắt. Mỗi tội nhà vệ sinh hơi nhỏ, anh cứ phải khom lưng mới ngồi được. Ôi trời ạ, có phải giống như thế kia không? Thời gian gần đây, Long Ton cũng trở nên nổi tiếng bởi sự xuất hiện của vị thầy bói nổi tiếng Liễu Như Thần. Thầy đã tỉnh ra chưa ạ? Là sao ạ? Tôi vừa thấy có điểm xấu, bà coi chừng đó.
đêm xấu gì ạ? Mong thầy cho con biết ạ. Coi chừng năm nay bà sẽ bị chồng cắm sừng đấy. Cắm sừng ư? Thật là... Nhưng thầy có thể nói rõ hơn được không ạ? Ai là người cắm sừng tôi trong hai ông? Một nam, một bắc ạ. Năm vừa qua, phòng khám đa khoa Hoa Bang đã được Bộ Y tế trao tặng bằng khen nhờ thành tích khám chữa bệnh cũng như sự nhiệt tình và tận tâm của đội ngũ y bác sĩ. Bác sĩ ơi, bác sĩ! Có chuyện gì thế? Bác sĩ, hãy kê cho tôi ít thuốc tránh thai đi ạ. Thuốc tránh thai? Cho ai uống? Dạ, tôi uống ạ. Tôi phải tích cực phòng tránh. Sao lại phòng tránh? Chẳng phải tôi vừa trả kết quả cho vợ chồng chị, anh nhà chị bị vô sinh thứ phát mà. Chính vì anh ta vô sinh nên tôi mới phải càng phòng tránh chứ. Hả? Chiều qua, trường đại học Đông Đúc đã kết hợp với các công ty doanh nghiệp địa phương tổ chức buổi tư vấn việc làm cho các sinh viên sắp tốt nghiệp tại trường. Rất đông các sinh viên năm cuối tới tham dự buổi tư vấn này. Công ty chúng tôi ưu tiên những người có tính tự lập cao. Vậy em rất phù hợp, em biết kiếm tiền từ rất sớm, ngay năm đầu đại học. Vậy à, vậy em thường kiếm tiền bằng cách nào? Dạ, em viết lách. Wow, đáng ngưỡng mộ đấy. Thế em thường viết gì? Dạ, em viết thư về nhà và nói rằng con đã hết tiền, bố mẹ gửi lên cho con, đảm bảo vài hôm sau là em nhận được tiền à. Hả? Nhằm phục vụ cho người dân một cách tốt nhất, mới đây đường dây nóng 988 đã được thành lập nhằm cung cấp giải đáp tất cả thắc mắc, những vấn đề nan giải mà người dân gặp phải trong cuộc sống. Tuy nhiên, không ít lần các tư vấn viên gặp phải những cuộc điện thoại trêu đùa. Alo? Alo, cho tôi hỏi đây có phải là đường dây nóng không? Vâng, xin hỏi anh có việc gì? Không, mấy hôm nay trời lạnh quá, tôi gọi thử đường dây nóng xem có ấm lên không ấy mà. Trong trường hợp này, anh có thể đến góc nhà ngồi sẽ tốt hơn. Vì sao? Vì đó là góc vuông, có đến 90 độ. Ngồi đó, anh sẽ được ấm ngay thôi mà. Cái gì? Mới đây, Bệnh viện Đa khoa 564 đã mở thêm đường dây nóng 555, chuyên nhận các cuộc gọi khẩn hoặc cấp cứu phục vụ người dân 24/24. Alo, Bệnh viện Đa khoa 564 xin nghe. Cứu tôi. Tôi đang ở nhà. Làm ơn, chụp ngay một xe cấp cứu tới đây. Anh hãy nói rõ, anh đang ở đâu và bị thương có nặng lắm không? Tôi chưa bị thương, nhưng hãy cho ngay một xe cấp cứu tới nhà tôi ngay. Anh chưa bị thương thì gọi xe cấp cứu làm gì chứ? Nhưng lát nữa tôi sẽ bị thương ngay thôi. Tôi đi nhậu sai về, và giờ vợ tôi đang nổi điên lên ngoài phòng khách kia kìa. Mở cửa. Mở cửa ra ngay. Trời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.